Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Hello mọi người, Lan Anh đây. Rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Trời ơi, chỉ còn 19 ngày nữa thôi là tới Tết rồi á. Cho nên là hôm nay Lan muốn làm một video make up Tết, với tiêu chí là video này sẽ cùng mọi người đi shopping dưới 1 triệu luôn. Và cái video này thật sự rất là thiết thực, như các bạn nào muốn tiết kiệm nhưng mà vẫn muốn có một make up ngày Tết kiểu đơn giản nhưng mà vẫn rất là ăn hình. Bởi vì lúc mà Lan làm cái make up lúc này á, các bạn hỏi rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng đi từ bước shopping tới bước make up luôn. Video này á thì Lan Anh mua đồ qua ứng dụng ShopX, là một cái ứng dụng mà mình mua sắm nhưng mà có thể hoàn tiền được. Cái app này á là mới về Việt Nam thôi nhưng mà nó đã rất là nổi tiếng ở châu Á, Thái Bình Dương rồi, cho nên các bạn cứ yên tâm. Bây giờ thì chúng mình cùng đi shopping với nhau nha. Đi nói thì shopping vậy thôi chứ thực ra là mình shopping online với nhau vậy. Thì ShopX đó là một cái app hoàn tiền cho mỗi cái giao dịch thành công khi mà mình mua hàng online, và mình có thể rút được cái tiền mặt nó ra luôn, cho nên Lan thấy rất là cool. Đầu tiên á thì Lan có cái app ShopX ở ngay ngoài này nè, thì mình sẽ vào app ShopX. Nếu mà bạn nào chưa có app ShopX này á thì Lan sẽ để link ở bên dưới cho các bạn dễ tải hơn. Và để các bạn biết không, nếu mà các bạn tải bằng link đó thì Lan có 50.000 trong tài khoản, mà các bạn cũng có 50.000 trong tài khoản luôn á. Các bạn sẽ thấy á là ở trong cái app này nó sẽ có rất là nhiều cái thương hiệu mà nó nổi tiếng khác nhau, như là Tiki nè, Lazada, Sen Đỏ nè, kéo qua đây có Booking, Shopee nữa. Lan siêu hay mua trên Shopee luôn á, và nhiều cái thương hiệu rất là lớn khác nữa. Mình chỉ cần chọn cái thương hiệu mà mình muốn mua, thì hôm nay Lan sẽ mua Lazada. Bởi vì á lúc mà đọc điều khoản á, ShopX có hoàn cho Lazada lên tới 10% lượng, mà Lan Anh là khách hàng mới của Lazada, cho nên là Lan sẽ mua ở trên Lazada. Các bạn chỉ cần bấm vào cái app Lazada, ting, thì các bạn sẽ thấy cái chữ continue to app đó, thì mình sẽ bấm vô và mình sẽ được theo thẳng app Lazada luôn. Sau đó thì mình cứ tiếp tục đi mua đồ, bỏ vào giỏ đồ rồi mình thanh toán, và sau 1 đến 2 ngày á thì sẽ có một cái tin nhắn tinh tinh báo là tiền đã được hoàn về tài khoản ShopX. Và mình sẽ đợi đến ngày mà mình cái ngày mà bên ShopX ok cho mình rút tiền á thì mình rút tiền ra thôi. Thì cái mùa Tết này là ShopX có chương trình Tết siêu hot từ ngày 6 tháng 1 là ngày hôm nay nè, tới ngày 13 tháng 1. Mỗi ngày sẽ từ 12 giờ đến 14 giờ là sẽ có hai thương hiệu trong cái khung giờ vàng đó, đó là mình sẽ được săn voucher tiền thưởng. Cái voucher tiền thưởng này sẽ hiện lên cái giao diện chính của cái app ShopX á, và mình sẽ nè, có cái chữ săn tiền thưởng giờ vàng nè. Mình sẽ vô săn voucher ở trong này, và canh ở trong khung giờ này thì ShopX sẽ hoàn thêm cho mình số tiền. Xí xí, chấm hỏi 8.000 là sao? Thì đây là tùy theo từng thương hiệu mà các bạn có thể được tặng tiền thưởng, giống như là 28.000, 38.000 và cao nhất là 48.000. Cho nên là mình sẽ săn tiền thưởng theo tùy thương hiệu nha. Lịch cụ thể thì Lan sẽ pop up ở bên này cho các bạn dễ coi, dễ theo dõi. Hôm nay đó là 6 tháng 1 thì vào lúc 12 giờ ở trên ShopX sẽ có tặng thêm tiền thưởng khi mà mình mua qua Lazada hoặc là Booking.com. Nếu mà các bạn nào muốn đi du lịch mùa Tết thì cứ Booking.com mà tiến tới thôi. Các bước này tiền thưởng rất là đơn giản. Thứ nhất là mình vào app nè, xong rồi mình sẽ săn voucher tiền thưởng nè, săn tiền thưởng giờ vàng ở trên app, bấm vô ping. Nè, nó có hướng dẫn sử dụng trước khi dùng luôn á. Là bước 2 sẽ là mua sắm các thương hiệu tương ứng trong từng khung giờ đó. Tức là bây giờ 12 giờ mình sẽ lên Lazada mình mua. Cho nên là sau khi cái này xong thì 12 giờ Lan Anh sẽ lên Lazada cùng các bạn bỏ vào giỏ hàng những cái món đồ make up hôm nay mình mua với nhau. Ok, xong rồi thì mình sẽ chờ nhận tiền thưởng. Vậy thôi, đơn giản không? Nhưng mà mình phải săn voucher, mình phải bấm vô đây để săn voucher thì mới hợp lệ. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng qua Lazada để mình mua đồ thôi. Tiếng đó là đang suy nghĩ tới một cái lớp nền, thì các bạn có thể mua kem che khuyết điểm hoặc là kem nền. Bây hôm nay Lan sẽ dùng kem che khuyết điểm của Maybelline này. Lan sẽ vô Maybelline Flagship Store sản phẩm. Lan sẽ mua cái cây bút nè, đầy bút giãn quần thâm màu light, là một màu 120 á, ở trong đây nó ghi màu số 6. Thêm vào giỏ hàng, mua trên đây mình còn được tặng quà nữa, tới kẻ lông mày Lan sẽ mua của The Face Shop ở trên Lazada Mall là có hết luôn nha. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ mua cái lông mày,
nhũ mắt đi. Nhũ mắt thì hôm bữa Lan thấy là trên BBA có Lazada Mall. Các bạn chỉ cần thấy chữ flagship store hoặc là cái chữ Lazada Mall là ok. Lan sẽ mua mấy cái màu mà 90.000, 90.000 đó. Nếu mà các bạn có dư cái điều kiện thêm đó, thì mình mua thêm phấn mắt nâu lì để mình tạo khối hoặc là ấy. Nhưng mà Lan sẽ giữ mức giá 1 triệu cho các bạn coi. Thêm vào rõ hạn tới kẻ mắt. Bây giờ Lan không thể sống thiếu kẻ mắt được. Kẻ mắt làm cho mắt Lan sẽ to hơn á. Lan sẽ mua của Lily Paris. Có Lazmo luôn nè. Nghe chữ ô với lại chữ Lazada mua. Đấy cái này 280.000. Lan sẽ mua cái màu matte brown chứ không mua màu đen. Thì màu đen thì nó sẽ hơi dữ một chút. Còn cái màu nâu á thì nó sẽ hơi lạc. Mua màu matte brown là ok nhất. Mascara Maybelline như cũ. Total Temptation xong thì má hồng với lại son Lan sẽ dùng chung với nhau. Mình Lan sẽ mua son của Lemonade đi, tại Lan mới squat xong mới Lan thấy ok lắm. Ok, tổng cộng Lan mua hết là 1.075.000. Thì nếu mà Lan được giảm 10% thì Lan sẽ được giảm tầm 100.000 nữa, thôi chỉ còn 900.000 thôi. Thấy ghê chưa? Xuất sắc xuất sắc. Bây giờ Lan sẽ bấm thanh toán rồi chúng mình sẽ cùng đợi đồ tới và chúng mình sẽ cùng make up thôi. 3 days later. Yes, hàng về rồi đây nè các bạn ơi. Ok, hàng về rồi thì lẽ là khoe với các bạn là tiền Lan được hoàn ở trong Lazada nha. Thì mình sẽ đợi sau 3 ngày khi mà Lazada xác nhận là mình đã mua hàng xong rồi và mình không có trả hàng, không có đổi hàng á, thì bên Lazada sẽ xác nhận cho shop bán hoàn tiền cho mình. Ding ding. Nhiều giá sợ luôn, tại Lan mua khá là nhiều, Lan không mua mỹ phẩm không mà Lan mua đồ cho bé bèm nữa. Đó, bây giờ mình make up thôi.